Em mời, xin chào các bác nha, đã đến với video của em, kênh hàng nhập vải. Hôm nay em giới thiệu đến các bác là một mẫu nồi cơm của Toshiba, mẫu 1L8, tô vuông phiên bản đặc biệt các bác, màn hình lớn nè, nhiều menu nấu. Thì mẫu này em xem các bác cái giá là rất là hấp dẫn. Mẫu 1L8 thì nấu cho gia đình mình là 8-9 người, mỗi lần nấu được 5 bát gạo. Em quay một vòng ngoại thất các bác xem nha. Rồi em sẽ đi vô vào nội thất. Thì nồi rất là đẹp các bác, không cắn mớp bể vỡ gì hết trơn nha các bác. Em chưa vệ sinh á, cho nên là các bác thấy nó còn hơi là chưa có đẹp lắm. Nồi nào đánh cana lên nó là đẹp, nhìn không ra luôn anh thiệt. Thì đây là cái mẫu mà công suất 1242 W. Cơm nấu rất là ngon, điện thì 100. Mã là 1V nè, 18V nè. Only Yuriban là sản tay Nhật. Các bác nồi rất là đẹp nha. Em coi cái mồi này tại sức năm mấy em cũng chưa coi luôn. 2012 ha. 2013, nồi 2013 nha các bác, 2013. Các bác thấy số 13 không? Nó chát quá. Rồi bây giờ là vô nội thất cho em. Mặt mũi rồi sáng đẹp lắm. Rồi bên trong, gòn. Gòn đẹp nha các bác. À em bán là nguyên viên hết. Nè, gòn nè các bác. Nè, cái vết hàn của thời gian nè, xài là nó sẽ là có là hơi nâu nâu ở ngoài tí nè, còn vô trong nó là xanh nè. Còn mà những mà cái gòn mà xanh lật lìa từ trong ra ngoài luôn á, đôi khi là người ta đổi gòn khác, nó không còn zin hoặc là sau đó thì em biết nha, em bán hàng zin nhiều khi nó đụng chạm nó cong không tốt. Bên trong rất là đẹp nè các bác. Nè, sáng trưng sáng giới nè các bác thấy không? Đây cho em. Đặc biệt các bác nè, cái gòn này nó bị gắt ở đèn miếng này các bác. Đó, gắt đèn miếng như nè, nhưng mà còn dính là nó không có mắc. Nhưng mà em test rồi nha, không có bị xì sọt gì hết. Tại có vô tư bình thường, em bảo hành cho mình 6 tháng nha. Đó. Nó bị gắt miếng gòn tí tí chỗ này nha các bác đó. Nhưng mà em test rồi không có bị vấn đề gì hết nha. Đó, cái giá rẻ cho các bác nhé, gắt là nhiều luôn á. À, bên trong lòng cái này lòng cũng rất là đẹp nè các bác. Này nó có một chấm nhỏ như đây thôi nè, nhỏ ở đây nè đó, còn lại là rất là ok đó, các bác thấy không? Lòng thì nó nặng ghê luôn các bác, em bê mà thấy mỏi tay luôn. Đây trong về tới ngoài đẹp đúng không? Thì mẫu này thường nếu mà giá là 4 triệu 4 triệu rưỡi tùy theo đẹp cái độ đẹp của nó các bác. Cái nồi này là cái gòn của nó có thể là các bác sẽ mua rẻ hơn được rất là nhiều luôn. Thì bác nào mình có thời gian đó mình gành về ấy đó, mình order cái gòn bên Nhật về vẫn có nha. Hoặc là các bác có chỗ nào mà người ta chiên về cái này á, các bác có thể là hỏi người ta có bán gòn bán thai. Tại vì như em cũng nhiều quá các bác, em cũng không có thời gian mà để đi đặt, hoặc em cũng không có thời gian để mà đi đi hỏi coi có không. Em mà thai là em phải bán giá cao hơn rất là nhiều á. Nếu mà các bác không mua thì em cũng đi em sẽ bán cho các bác với cái giá một tí em sẽ báo nha, nhưng mà không có ai mua thì em sẽ để đó, em sẽ kiếm cái gòn khác đó. Em mua cái gòn cũng tầm vài trăm ngàn các bác, mất tầm 200-300 ngàn gì đó thì em thay, thì nó cũng em sẽ bán lên rất là cao luôn, cao hơn cái tiệm mua con nhiều. Nhưng mà tại giờ cũng như nhiều hàng cho nên là em không có thời gian để mà mình tìm kiếm. Rồi bây giờ cắm điện cho em nha, điện 110. Em nấu cơm rồi em cũng đã nói rồi, tình trạng em bao cho các bác là không xì gòn xì gì hết, xài vô tư. Nấu cơm nè, tắt trước. Nấu cơm thì hồi chiều em nấu cơm tiếng Anh nấu nhanh là 30 phút, đèn hút chân không cũng kêu tè tè đúng không, không nấu tắt, hâm hâm cơm ấm, hâm nóng tắt. Hiện giờ không sáng không chiều, chỉnh đúng khung giờ mình ăn cơm mình buông ra bấm nút nấu để sẽ đúng thời gian này có cơm ăn. Khi nấu nó sáng đây nè, chờ đợi nấu nó sáng đây nè, đèn này đèn hút chân không lúc nào nó cũng phải sáng để nó hút không khí ra. Khi nấu thì nó sáng đây, khi chín giờ đây tắt cho em khi không sử dụng đó. Bấm vô đây là hiển thị chức năng nấu. Thì cái nồi này
là gọi là phiên bản đặc biệt kỷ niệm năm thành lập Bách Quát, cho nên là nó menu nó hơi lớn và nó có sẽ là nhiều cái chức năng trong đây nấu, màn hình lớn nè, nhiều menu nấu. Em nói nó bị lộn quá, thông cảm. Nó đang chớp ở đây là nó là gạo trắng không do, gạo lứt không do, gạo lứt nảy mầm. Trở về đầu tiên cho em là gạo trắng để em nấu cơm. Bấm thêm cái là nó xuống chức năng nấu, thì hiện tại là nấu thông thường. Cái này là nấu nhanh, nấu nhanh 30 phút, nấu nhanh 20 phút. Cái này là nấu ngon nè, nó ngon dẻo, cơm mềm, nó là 60 phút. Tắt cho em không sử dụng, còn nó cũng cháy luôn nha các bác, nó cũng cháy là 70 phút đó. Em sẽ có video hướng dẫn cho các bác chi tiết nha, em chỉ nói trên đây là coi như là cho các bác là biết là nó sẽ hoạt động như thế và nó có những chức năng như thế. Còn xài thì em sẽ có video chi tiết. Thì mẫu này em bán cho các bác là giá 3 triệu 2 thôi đó. Thì như em nói đó, nếu các bác không mua thì em mua cái con về em thay, em sẽ bán lên là 3 triệu 8 đó. Còn các bác mua thì hiện tại thì em đang bán 3 triệu 2 cọc cho em 500, còn lại là thanh toán bên giao hàng và tiền ship. Nếu chuyển đủ 3 triệu 2 em bao ship bảo hành 6 tháng, lỗi nha, bảo hành 6 tháng. Thì đây là một cái nồi, cái mẫu nồi thì rất đáng để các bác mua. Thì mình mua hàng thì liên hệ qua số điện thoại giúp em. Thì nhận hàng bắt được kiểm tra chế bằng bộ cục xài điện 100 110 V. Thì nếu mà mình chưa có đổi nguồn điện á, chưa có mua được cục đổi nguồn điện, thì em đang bán là 550.000 cục đổi nguồn điện 2.000 W để nấu nồi cơm, cục đổi nguồn điện 3.000 W có thể là nấu được 2 nồi cơm cùng lúc, em bán giá 700. Rồi thì kết thúc video, hẹn gặp lại các bác những video tiếp theo. Chúc các bác cùng gia đình nhiều sức khỏe, xem video vui vẻ, chân thành cảm ơn.